Vâng, trong khi đi dọc khu thương mại cây cảnh nghệ thuật, Đỗ Sinh gặp một cái tiểu cảnh, đó là một đồi phi lao. Vâng, cũng rất là đặc biệt. Bác thấy đồi phi lao có đẹp không bác? Đẹp chứ ạ? Vâng, rất là tự nhiên đúng không? Và có nhiều tác phẩm phi lao đã được tạo dáng rất là cầu kỳ. Ví dụ như tác phẩm này. Vâng. Một tác phẩm phi lao dáng đổ từ trên vách núi đổ xuống. Rất hay. Không, dáng đổ ấy. Nên thác đổ. Chính là dáng đổ chứ không phải là dáng huyền được nữa. Mà đổ là một cách là đổ gọi là ra đổ đấy. Đổ rất là đột ngột đây, nhìn cái điểm khuấy chỗ này này. Đổ coi như đổ bạn xuống. Đổ rất là đột ngột dùng cái từ ấy. Đổ gập luôn. Và theo phương thẳng đứng luôn chứ không cần phải chéo với xiên gì cả. Và sau khi đã đổ xuống để tạo thành cái điểm nhấn tiếp theo, đó là hình rích rắc của cái thân đi của tác phẩm phi lao này. Rất hay. Đây là tôi chưa bổ ra chi tiết để chúng ta quan sát trước. Sau đó đến bóng dáng tổng thể Đỗ Sinh sẽ giới thiệu các bạn sau. Rồi ta sẽ tìm hiểu là cái chủ nhân của cái đồi phi lao này là của ai. Đấy. Đây là cái một cây phi lao trên vách núi đổ xuống đẹp như thế này. Đấy, các bác đang đứng xem và chụp ảnh ghi lại những cái hình ảnh của cái đồi phi lao rất là đẹp. Tiếp đến phía bên này, chúng ta tìm những cái tác phẩm phi lao trên cái đồi phi lao rất là nghệ thuật. Không có cái số điện thoại ở đây nhỉ? Có số điện thoại ở đây để tôi hỏi xem là cái đồi phi lao này của chủ nhân là ai. Đẹp đấy bác ạ. Quá đẹp luôn. Vâng. Bác quê ở Bắc Ninh ạ? Bắc Ninh. Vâng. Đấy, các bác đi xem những cái cảnh rất là đẹp như thế này. Anh quê đâu ạ? Cháu quê tận dưới Ba Vì. Ba Vì. Vâng, núi Ba Vì, vâng. Ba Vì, Sơn Tây. Vâng. Sơn Tây lên nhà cháu khoảng 20 5 cây số nữa. Ba Vì đẹp lắm, trước cái đóng quân ở đấy. À thế ông vâng, Ba Vì thì là khu vực Suối Hai và Sơn Tây thì là vẫn hay gọi là thủ đô của lính. Chiều tôi nhớ là lính sĩ chống Mỹ huấn luyện ở trên này. Ở khu vực nào ạ? Tôi nói ở
Xuân Mai. À Xuân Mai, vâng. À, tôi nói núi Ba Vì. Núi Ba Vì thì ở khu vực suối 2 à? Vâng. Núi Ba Vì. Suối 2, và nhà, ra đến nhà cháu khoảng độ 7 cây nữa thôi. Thế à? Nếu mà đúng bờ hồ suối 2. Có một thời kỳ như thế là đóng ở Xuân Mai, ở xã Xuân Mai nữa. Vâng. Khu đấy thì tập trung là nhiều lắm, 354 rồi sư 308 à, quả đấm tháp. 354 này rồi trường của các trường phòng không không quân rồi pháo binh rồi công binh rồi lái xe rồi nhiều lắm. Anh ơi, cây này người ta phải nói là một cái nghề rất cao. Vâng, nói chung là anh thấy nhá. Cây này là ở đây nó có cái điểm nhấn của nó. Ở đây nó là cái thế của nó vòng. Vâng. Đúng không? Đây là một thế của cây nào? Không phải, không phải. Không, đây là người ta tự. Tức là mình hình dung như thế. Ờ. Mình có cảm nhận là chính cái phần gỗ của cái bệ để làm cái kiểu cảnh rừng phi lao này. Đấy. Chỗ này lại cuộn tròn lại. Nó như là bộ rễ. Mình cứ cảm tưởng như là cái bộ rễ của cái cây phi lao. Đến chỗ này là nổi lên cái phần thân. Đấy. Và đúng được đổ xuống rất đột ngột. Theo cái như là một dòng suối chảy xuống đây để đổ xuống một cái hồ trên núi như thế này. Đấy. Đó là người ta có một cái vâng, ông tưởng tượng. Vâng, ông tưởng tượng như thế là rất chuẩn rồi. Mà đặt vào chỗ này là rất là nghệ thuật. Có cái hướng kia thì hơi bị ngược sáng, mình quay cái hướng này chủ yếu chính để cho nó thuận hơn. Vâng, đây là mặt sau của cái tiểu cảnh đồi phi lao. Tôi đã giới thiệu xong các bạn. Qua tìm hiểu tôi được biết thì đây là tiểu cảnh đồi phi lao của anh Hùng Siếc. Vâng, anh Hùng Siếc có một vườn cảnh rất đẹp và giá trị nghệ thuật cũng rất là cao, với những cái tác phẩm tiêu biểu như là Nghinh Phong và Thụ Lâm Bồng Thạch mà chúng ta đã được biết đến. Tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái tiểu cảnh đồi phi lao để chúng ta thưởng thức. Rất tiếc là không có chủ nhân ở đây để chúng ta cũng ít nhiều tham khảo được cái giá cả. Đó là cái mục đích của tôi khi đi tiếp xúc với những cái gian hàng thương mại. Còn số điện thoại của anh Hùng Siếc thì chúng ta đã biết rất nhiều qua các cái triển lãm được gắn trên các tác phẩm của anh. Vâng, chúng ta đang quan sát những cái bệ cây điệp hoa vàng rất là lớn. Và nhà vườn đã treo những bức tranh để minh họa.
Thank you.